Đi ở thổng mà xếp hàng gì dữ vậy? Thì ai mà chả xếp hàng anh, người ta dạ, xếp mấy rồi. Ngày trời, tôi xếp tưởng qua tới giờ anh xếp hàng đi. Trời ơi, tôi có đi vệ sinh mà phải chờ vậy xếp, đó phải hả? Xếp đi hết tại nhà, phải ra rồi nó mới cho vô cổng chứ đâu phải là muốn vô là vô được. Giờ muốn giải quyết thì phải xếp hàng nha. Dạ, xếp hàng. Chờ cách hả? Nào mà lọt vô cổng được không con? Không biết. Giờ phải xếp hàng thôi, không? Phải đợi người ta kêu số thứ tự. Hả? Số thứ tự hả? Dạ. Hãy vô đây là con. Con xong con rồi tới gì? Con xong rồi gì? Vì chạy hớt hải vô đây, chị dục cái vỏ đây, chị vô là người là nhiều thứ nhì đúng không? Dạ, đúng cái rồi. Cái cáo Hường là người thứ ba, cầm cái bông mai vàng là người thứ ba, phải không? Dạ. Trời ơi, đâu có được. Trời ơi, bây giờ một thằng là được một thằng à. Ấy, ấy, ấy. Dạ. Đó, là cái chỗ này của tôi nè. Trời đất ơi, ngồi cái đó đúng chỗ, đúng nơi, dễ sợ. Nhất nè, nhì nè, ba nè, đó. Người đẹp là ngồi chung với người đẹp nè. Đó, người xấu là ngồi ôm bình bông không, nên nó tôn vinh lên thôi. Đó, nó ngồi đúng chỗ. Ê trời, bây giờ ngồi đây không biết bao giờ nó mới cho vô kia. Hên xui, bây giờ biết sao giờ. Đấy, đi đâu, đi đâu, đi đâu hả? Dạ. Nè, lần sau có muốn làm những cái chuyện lố bịch á, bận đồ nhu lại. Bận đồ nổi mà chạy đi đâu vậy con gái? Ba lô, xanh miên nơ nữa kìa. Con đi vô mua vé. Đứng lại. Trời ơi, ba con người, sáu chiếc dép rảnh lắm nha con. Cái chỗ này là chỗ người ta xếp hàng để được vô đóng đó. Con không có một cái lý do gì mà con chạy sòng sọc vô chổng nữa nha. Từ hôm qua tới giờ gì chạy 20 lần rồi. Nhà đỡ người nào bớt người đó con ơi. Dạ. Bây giờ đông quá. Trời ơi, con ngồi đây quá. Nghe không? Ngồi đây đi con. Thím, con ngồi đây nghe không? Đúng rồi, số 4 con. Giờ có ai khen cô là vô duyên chưa? Chưa, ở trong trường con ai khen con có duyên hết trơn á. Có duyên kiểu gì vậy? Hả? Dạ. À, đây cùng trang lứa, kêu đây thím, kêu đây ông, cũng lẽ tôi đẻ rồi bà này. Cái gì vậy? Trời, cái gì cùng trang lứa vậy lão? Trời ơi, chú chịu khó đi chú. Gán đi, trời ơi, nghĩ sao bên đó chứ bên đây mà cùng trang lứa, trời ơi. Khi anh 20 em mới sanh ra đời đó anh. Anh 40 em mới gì chờ 20 thôi anh nha. Đừng có trời ơi. Ở đây mới là cùng trang lứa nè, nhích nhem chút xíu đi nè. Nói thách không ai tin đâu nghe bà. Cái này gì hơi gan rồi đó. Hơi lố. Dạ. Thôi để gì hát lại. Dạ. Khi em 20 anh mới sanh ra đời. Thế cái này đúng nè. Bị Tào Tháo rượt một lát thôi mà nhìn vô trong kiến nó xuống sắc hẳn luôn bà ơi. Dạ. Nhưng mà. Ủa? Ông còn sắt để xuống hả? Bà này muốn bộ à? Ai không có sắt? Cười. Bà làm như mình bà có sắt. Chứ sao nữa? Trời ơi, ngồi trong chiếc ghế này tôi tự cảm thấy tôi là mỹ nhân. Ngồi đây à. Nhưng mà nhớ nhà lắm, nhớ quê lắm. Bây giờ về tới nơi bà biết á, những cái ngày này á là cái ngày mà ngồi súng sụm với gia đình. Nấu một cái nồi bánh tét. Chụm củi, cái tiếng củi nó cháy lóc bóc lóc bóc lóc 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 lóc. Trời ơi, rồi ngồi tám. Chuyện nguyên năm á, ngồi kể qua kể lại rồi cái không khí nó ấm cúng lắm. Giờ tôi nôn về lắm. Bây giờ mà sáng là vô mua vé về là ấm cúng. Vé là mua là biết rồi. Đứa nào mua về gia đình đó rồi. Tôi thắc mắc một điều nãy giờ chưa dám hỏi. Anh xấu vậy mà cũng có vợ con đó hả? Thiệt á, 30 năm trước bà gặp tôi là tôi liếc một cái là bà cuốn gói đi theo tôi liền. Chẳng qua là tới giờ này không, bà xã tôi bà khuất núi thôi. Thành ra tôi mới là lụi củi tôi về quê một thân một mình vậy thôi. Thấy không? Chứ không phải như bà đâu. Tôi sao? Nhìn là biết rồi. Biết gì? Con gái phải không? Trinh nữ tuổi 60 nè. Bây giờ con là người lái xe. Rồi, người lái xe thì phải có người kế bên. Một cái người phụ nữ đẹp là phải ngồi kế bên tài xế. Để tài xế quay qua, tài xế mới có sức để lái. Cái người phụ nữ đó là tôi. Dạ. Trật tự ơi, sắp hàng lại hàng tổng. Trời đất ơi, phòng vé người ta xây mới hiện đại vậy đó. Sắp hàng 1, sắp hàng 2 không à. Chen qua đầu quá đồ. Trời đất ơi. Ông đi ông chen, tôi chen đâu. Mất trật tự quá trời. Trời ơi, mất trật tự. Có anh kia, anh kia. Anh lấy cái mông sắt vô coi. Che bít mặt người ta không có đường, người ta sắp hàng 1 mà anh sắp hàng 2, hàng 3 không à. Còn cái chị kia, chị đầm tím đó. Chị, đề nghị chị bỏ cái đầm xuống. Trời ơi, chị mua vé mà chị dán lên về đuôi mắt người ta dữ lắm. Trời đất ơi, mệt ghê á. Phòng vé hiện đại rồi, tới mua. Mệt. Đi đâu đây?
À, dạ anh ơi, anh cho hỏi ở đây là phòng vé không anh? Đây là phòng vé cũ. Dạ. Sao mà bây giờ người ta xây mới hiện đại, ta giờ trong kia. Đây là cái chỗ ngồi chờ. Ồ dạ, cảm ơn anh. Đi đâu đây? Dạ đi vô mua vé. Bít cửa rồi. Ở trọng đông lắm, quá tải luôn, nghẹt cứng luôn. Ngồi chờ đi, tới lượt rồi vô. Anh ơi, anh làm ơn giúp giùm tôi đi. Tại vì bây giờ tôi có việc về dưới quê gấp lắm. Giúp tôi, cho tôi vô trong tôi mua vé nha. Xin lỗi nha, quốc thì có quốc pháp, gia thì có gia quy. Ở đây tàu lửa thì cũng phải có quy của nó, ga thì phải có lửa, lửa thì phải có quy. Cái gì cũng phải có quy lực của nó. Ai cũng như anh hết trơn. Cái gì mà gấp lắm. Làm sao tôi giải quyết đây? Thấy không? Thông cảm đi ha. Ngồi chờ đi, tới lượt tôi kêu vô ha. Dạ dạ. Xem vô. Lẹ lẹ đi, còn nhiều người lắm. Trời ghê thiệt tình. Con lại cái rỉu biểu cái ấy ấy con lôi cái này cho tím con, nó nặng quá trời, tao nó xách không nổi. Rồi, cái gì rồi. Mà chứa gấp cái gì trong đây mà quá trời thế nè. Hả? Cái gì mà thổi nói cái yêu đi đâu đi đâu đi đâu đây thím thím ơi, thím tám đi đâu đây đây nè, thấy xếp đồ không đây nè, có quả như quả bếp đầm vậy đó, nó nặng chứ không phải ấy mà con cái dặn nó rồi, nó chất cái gì mà nó chất quá trời nè, con cầm thử coi, con cầm lên cho thím nó coi, nó nặng công nhận không. Ê, mà xách cho nổi, đi vô đây cái đường này nè, cái đường này là cái đường đó. Nói nghe. Dạ. Nặng một lẻ. Dạ. Quốc thì có quốc pháp. Dạ. Gia dạ là có quy có... gia quy, xe lửa là phải có lửa quy. Rồi. Dạ biết chứ. Biết cho nên là phải xếp hàng, phải có xếp hàng. Ấy con cầm cho thím nó dặn cái thằng này xấu nghe. Mày cầm lên y chang cái hiện trường mày đi sau lưng thím, cái chỗ đó xếp hàng. Quốc thì có quốc pháp. Gia dạ là có gia quy. Đi đâu? Đi đâu? Đi xếp hàng mua vé. Xin lỗi, ngồi đây, ngồi đây. Cái chiêu này cũ rồi. Ha. Hôm qua có người làm rồi. Thím làm đó. Nhớ thím không? Hôm qua thím bận lao động màu đỏ, nhớ không? Nay tèo trở về chỗ kiếp người bận lại bộ đồ này. Hôm qua thím cái chiêu đó hoài vậy? Tại hôm qua mày dạy thím, mày nói vô tới đây là phải ấp vô chỗ cắt vé liền, nhớ không? Mà kêu tao tới sớm trước một tiếng. Hôm nay tới thím tới sớm 2 tiếng nặng. Hay chơi thím rồi uy tín không? Thím dễ thương không? Nè con nhìn mặt thím coi, tao thấy phúc hậu dễ thương biết bao nhiêu. Nó nặng. Thím đi về quê đồ đạc nặng, con xách thử coi nè. Con xách thử coi, nặng không? Nặng. Đi vô cái đường này mua vé cho thím con đi. Quốc pháp, con lặp lại rồi, biết bao nhiêu lần rồi. Nha, xin lỗi, ở chỗ là quá tải rồi, ngồi chờ con đi, đây anh này cũng chờ nè, ha. Chờ nữa hả con? Chờ quý ngạn qua hôm nay chờ nữa hả con? Bởi vậy, thím tám không có hiểu. Dạ. Ở đây nó có cái câu lâu lắm rồi, mà ta thuộc lòng luôn. Câu gì? Cưới vợ phải cưới liền tay. Mua vé phải mua liền. Đúng rồi, không thôi là đi vô mua liền. Gì đâu? Đi mua vé. Quá tải rồi, ta trọng đông lắm mà xếp hàng trọng tới lượt mới vô được. Đúng không? Tao bây giờ ở đây ngồi chờ đi, nha thông cảm nha. Cái chiêu này xưa rồi. 2 tiếng là không có được lý do gì vô cái. 24 tiếng hay 12 tiếng gì cũng vậy thôi, ai cũng giải quyết vậy thôi. Trời đất ơi, tôi đã nói rồi, sao mà cứ sùm vậy? Từ tới lượt tới. Xếp hàng lại coi. Thằng hai quay. Cái thằng này nó thổi nó ồn hơn ai hết chứ không phải có ồn gì nhiêu. Ngồi đợi xếp hàng tới. Con nhìn giùm gì cái nha con. Dạ. Trời đất ơi. Ôi trời ơi, tao chết rồi, không được rồi con ơi, nó tắt lối trong trọng hết trơn rồi, không cho mình vô rồi. Nghĩ làm sao mà cái thằng nhỏ nó đứng nó xếp hàng có 15 16 tuổi mà cái con mẹ mập 150 kg mà nó nhào lên trên đầu mà bây giờ. Trời đất ơi con ơi, thôi kìa. Ông bảo vệ kìa múc nó lên, thằng nhỏ lúng xuống luôn con, giống như giọng cừ lúng, thằng nhỏ xuống luôn múc lên. Dạ, dạ. Trời ơi. Gì nữa vậy? Xếp hàng rồi, khỏi xếp hàng luôn rồi. Ở trọng nó nháo nhào hết trơn rồi, con mẹ mập đó khiêng bả ra để mà hốt đứa nhỏ lên rồi giò trái bà móc vô giò phải, bà té bà đè thêm thằng nữa rồi. Trời ơi, ác độc vậy. Trời ơi, khủng khiếp quá con ơi, cho trọng là không còn chỗ được cho gì vô nữa rồi. Bây giờ phải đợi đi chứ sao, giờ đây giờ. Bây giờ xếp hàng ở đây. Con đang có việc gấp rồi nè, con biết sao nè. Thiệt tình luôn. Cái gì? Đi ở trọng mà xếp hàng gì dữ vậy? Thì ai mà chả xếp hàng anh, người ta dạ, xếp mấy rồi. Ngày trời, tôi xếp tưởng qua tới giờ anh xếp hàng đi. Trời ơi, tôi có đi vệ sinh mà phải chờ vậy xếp đó. Phải xếp đi hết đây nè, phải ra rồi nó mới cho vô trọng chứ đâu phải là muốn vô là vô được. Giờ muốn giải quyết thì phải xếp hàng nha. Dạ, xếp hàng. Chờ cách ha. Nào mà lọt của trọng được không con? Không biết. Giờ phải xếp hàng thôi, không? Phải đợi người ta kêu số thứ tự. Hả? Số thứ tự hả? Dạ. Hải vô đây là con. Con xong con, rồi xong tới gì? Vì chạy hớt hải vô đây, chị dục cái vỏ đây, chị vô là người thứ nhì đúng không? Dạ, đúng cái rồi. Cái cháu Hường là người thứ ba, cầm cái bông mai vàng là người thứ ba phải không? Dạ. Trời ơi đâu có được. Trời ơi bây giờ được một thằng là được một thằng à. Ấy.
Dạ. Cái chỗ này của tôi nè. Trời đất ơi, ngồi cái đó đúng chỗ đúng. Năm 2023, ai đã đón giao thừa cung bắn? Có phải bạn đang nhận ra điều bạn mong chờ mỗi năm không chỉ là Tết mà còn là sống? Bạn đã cùng cười thật tươi với hơn 300 gương mặt này, ghi dấu trong tim hơn 100 bài hát, được truyền cảm hứng từ hơn 100 câu chuyện. Và nhớ không, bao nhiêu sự kết hợp bất ngờ đã làm bạn thích thú mỗi đêm giao thừa. Cảm ơn vì đã và luôn ở đây. Tết 2024 này, hãy bên cạnh nhau tiếp nhé. Sống 24, chương trình ca nhạc đêm giao thừa duy nhất Việt Nam, top 1 thế giới YouTube 6 năm liên tiếp, sắp trở lại. Đón giao thừa, đón sống 24.